Thưa quý vị, sau vụ việc giám đốc trung tâm dạy nghề Hàng Giang ở thành phố Tân An bị bắt để điều tra về hành vi nhận hối lộ, mới đây Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An đã có văn bản tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Theo đó, Sở sẽ tăng cường kiểm tra công tác về tuyển sinh, hoạt động đào tạo, thi kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp, quản lý cấp phát, văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Ngoài ra, cũng kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình, giáo trình, đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo dục nghề nghiệp, các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Đối với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội địa phương, Sở thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn và kiểm tra giám sát việc thực hiện theo phân cấp quản lý nhà nước và việc thực hiện hỗ trợ tư vấn, định hướng đào tạo nghề nghiệp cho các đối tượng đặc thù.